Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái con web đào đồng Dogecoin hoàn toàn miễn phí anh em ha. Thì khi anh em đăng ký cái con đào Dogecoin này thì anh em sẽ nhận được là 5 EGH hoàn toàn free, hoàn toàn miễn phí luôn anh em ha. Thì con này nó đào cực kỳ nhanh luôn, anh em xuống phần mô tả video rồi kích vào link đăng ký ha. Rồi sau khi kích vào link đăng ký, anh em bấm vào tôi không phải là người máy. Rồi anh em giải cấp tra ha. Rồi kích vào đây để tiếp tục anh em ha. Rồi anh em đợi cho mình 5 giây. Rồi sau đó bấm vào chữ lấy link ha. Rồi thì sau khi nó xuất hiện ra màn hình như thế này, anh em kéo xuống cho mình, anh em bấm vào chữ Get Star cho mình ha. Rồi ở phần này anh em sẽ nhập cái phần wallet address này, anh em nhập cái phần địa chỉ Dogecoin vào ha. Đó, thì địa chỉ này anh em có thể lấy ở ví VNDC, ví Trade hoặc ví Binance anh em ha. Sau đó nhập password vào đó, thì min password là 4 ký tự anh em ha. Rồi anh em bấm chữ Starmining là sẽ đăng nhập thành công anh em ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đăng nhập cái địa chỉ của mình ha. Rồi bấm start min cho mình nè. Rồi ok. Thì đây là cái con web đào Dogecoin hoàn toàn miễn phí. Hiện tại mình đã đào được 230 đồng Dog ha. Nó là hoàn toàn miễn phí luôn. Thì cái đây là min rút của nó là 15 Dog anh em nha. Anh em vào chữ withdraw cho mình ha. Đó, thì cái min rút của nó là 15 dot này, rất là ít ha. Max là 250. Thì anh em đủ min rút thì anh em vào cái phần withdraw này. Anh em nhập cái số lượng cần rút và bấm confirm withdraw ha. Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Anh em trở lại phần dashboard cho mình. Đó thì anh em sẽ kéo xuống dưới đây ha. Thì con này nó chỉ cho mình đào hoàn toàn miễn phí đó. Ngoài ra thì nó còn có một số cái gói ha, một cái số cái gói anh em nếu anh em muốn đầu tư thì có thể mua để tăng cái tốc độ đào của mình lên ha. Thì đây là cái đầu tư anh em ha. Đầu tư thì nếu như mình ví dụ như cái gói đầu tiên là gói là 27 đô. Thì nếu anh em nạp vào 27 đốt á thì anh em sẽ kiếm một ngày là anh em sẽ kiếm được là 5,2 đốt một ngày ha. Thì sau 7 ngày á anh em sẽ kiếm được là tổng cộng là 36,45 đốt anh em nha. Đó thì cái phần này là 7% lợi nhuận ha. Ngoài ra nó còn có gói là 100 đốt nè. 100 đốt thì một ngày anh em kiếm được là 19,2 đốt ha. Và sau 7 ngày anh em sẽ kiếm được là 135 đó. Đó, thì nó có nhiều gói ha. Gói càng cao thì cái lợi nhuận nó càng cao. Thì anh em nếu muốn đầu tư thì đầu tư ha. Đó. Nếu anh em muốn đầu tư thì anh em bấm vào chữ buy now cho mình ha. Đó, giả sử như mình bấm vào cái gói mà 27 đó anh em ha, anh em bấm chữ buy now. Thì sau khi bấm xong anh em sẽ hiện ra cái màn hình như thế này. Thì nó sẽ có một cái mã QR ha. Anh em có thể quét cái này hoặc để lấy địa chỉ cái thanh toán. Đó, hoặc là có thể anh em sao chép cái địa chỉ này. Đó, đây là địa chỉ dot ha. Thì anh em sẽ thanh toán 27 dot cho vào cái địa chỉ này. Đó. Thì sau 60 phút ha. Sau 60 phút thì cái thanh toán nó sẽ vào cái app này. Đó. Đó. Thì anh em nào muốn đầu tư thì anh em có thể vào đầu tư ha. Rồi anh em trở lại cái phần menu cho mình ha.
Rồi, anh em vào phần dashboard ha. Đó. Đó thì cái đây là nó sẽ thể hiện cái phần gói của mình đầu tư ha. Nếu anh em đầu tư gói nào thì nó sẽ hiện ở trên đây ha. Hiện tại là cái gói đầu tiên là mối free này. Free down ha. Đó. Đó, còn dưới đây là thể hiện các cái gói. Rồi. Thì anh em tiếp tục anh em vào phần menu nè. Sau đó anh em vào phần affiliate program ha. Thì ở cái phần này anh em kéo xuống anh em chọn vào referral link cho mình ha, bấm vào. Đó. Thì anh em xuôi kéo xuống này, anh em copy cái link này để đi mời chia sẻ cho bạn bè anh em ha. Đó. Rồi. Anh em quay lại menu ha. Vào lại affiliate nè. Affiliate program ha. Đó. Thì khi anh em share cái link này á, thì anh em có thể nhận là 0.1 đốt cho mỗi giới thiệu ha. Và 7% 7% cái 7% thu nhập của bạn bè anh em ha. Đó. Đây mình có thể copy cái phần này mình dịch ra ha. Mình dịch xem thử ha. Rồi mình dịch ra, có bao nhiêu dịch ra. Rồi kéo xuống đây mình dịch nè. Rồi thì cái chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn á, thì bạn có thể nhận được là 0.1 đốt cho mỗi đơn vị liên kết hợp lệ và 7% hoa hồng cho cái khoản đầu tư của bạn ha. Thì ví dụ như ai mà đầu tư vào á, thì bạn sẽ nhận được là 7% hoa hồng trên cái khoản đầu tư của bạn bè anh em ha. Dot up là một nhóm khai thác dot coin hàng đầu trong ngành. Tất cả sức mạnh khai thác được hỗ trợ bởi các công cụ khai thác vật lý, khai thác bằng thuật toán mới nhất cho phép tạo ra nhiều Dogecoin mới nhất có thể ha. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn cách kiếm tiền dễ dàng nhất có thể mà không cần phải thực hiện bất kỳ công việc khó khăn nào. Với các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, chúng tôi mong muốn giảm thiểu các hóa đơn và công suất khai thác cao, có ý nghĩa là bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong một khoảng thời gian ngắn so với những gì mà bạn khai thác tại nhà của mình. Các trung tâm dữ liệu của chúng tôi được đặt tại châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc với các liên kết nâng cấp chuyên dụng và 99% thời gian hoạt động. Rồi. Rồi anh em ha. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi anh em ha. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cũng như là bấm nút like ủng hộ video mình ha. Video này xin kết thúc anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào.